Xin chào mừng tất cả các em đã đến với giờ học trực tuyến môn âm nhạc lớp 4 ngày hôm nay. Một tuần trôi qua thật nhanh phải không nào? Hãy đồng hành cùng cô trong giờ học này để tìm hiểu những điều mới lạ các em nhé. Để không khí của giờ học thêm phần sôi nổi, thì trước khi bước vào tìm hiểu nội dung của bài học ngày hôm nay, cô mời các em hãy cùng đứng lên, chúng ta khởi động theo bài hát Khúc nhạc mùa xuân. Để các em ghi nhớ lại kiến thức đã học và củng cố bài học thêm tốt hơn, thì cô mời các em cùng bước vào tiết số 7. Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Nội dung thứ 2, ôn tập đọc nhạc số 1. Cô trò chúng ta cùng bước vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay. Ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Bây giờ, cô mời các em hãy cùng đứng lên, thể hiện lại bài hát Bạn ơi lắng nghe theo nhạc không lời nhé. Giúp các em giữ vững nhịp phách khi hát, thì bây giờ cô mời các em hãy cùng hát kết hợp với gõ đệm theo phách nhé. Chúng ta cùng quan sát lại câu nhạc mẫu thứ nhất. Hai bạn ơi cùng nhau lắng nghe. Hãy thực hiện cùng với cô câu này. 2, 1. Hai bạn ơi cùng nhau. Cô tin chắc là các em đã thực hiện được hết rồi. Vậy thì bây giờ chúng ta cùng làm toàn bài với nhạc không lời nhé.
nhiều cách để mình thể hiện một bài hát. Và để bài hát thêm phần sinh động, chúng ta sẽ hát kết hợp với vận động. Bây giờ cô mời các em cùng tham khảo những động tác từ video dưới đây nhé. Cô trò chúng ta cùng tiếp tục tìm hiểu nội dung thứ hai của bài học ngày hôm nay. Ôn tập, tập đọc nhạc số 1, son la son. Các em thân mến, điều quan trọng nhất khi mình thể hiện một bài tập đọc nhạc đó là mình cần đọc đúng chuẩn xác độ cao cũng như tiết tấu của bài. Bây giờ cô mời các em hãy cùng với cô luyện lại cao độ và tiết tấu của bài nhé. Cao độ của chúng ta gồm nốt đô, rê, mi, son, la. Bây giờ các em hãy cùng lắng nghe độ cao của những nốt này theo chiều đi lên và đi xuống nhé. Mời các em hãy đọc cùng với cô nào. Đô, rê, mi, son, la. La, son, mi, rê, đô. Các em hãy thể hiện một lần nữa nhé. Cô cho chúng ta cùng luyện lại tiết tấu của bài. Các em hãy quan sát và lắng nghe cô thể hiện lại tiết tấu một lần nhé. Đen đen trắng, đen đen trắng. Hãy thực hiện cùng với cô. 2 1. Đen đen trắng, đen đen trắng. Cô mời các em cùng quan sát lại bài tập đọc nhạc số 1 son la son. Các em có còn nhớ bài nhạc được viết ở nhịp bao nhiêu không nào? À đúng rồi, bài tập đọc nhạc số 1 được viết ở nhịp 24, giọng đô trường. Trường độ của chúng ta gồm có nốt đen, nốt trắng. Cao độ gồm có những nốt đô, rê, mi, son và la. Và bây giờ
Cô mời các em hãy cùng với cô thể hiện lại bài tập đọc nhạc số 1 nhé. Cô mời các em hãy tự mình thể hiện lại bài tập đọc nhạc số 1 nhé. Tiếp theo, cô mời các em hãy cùng quan sát ký hiệu bàn tay của những nốt nhạc nhé. Đây là ký hiệu bàn tay của nốt son. La, son, la, la, son. Mi, son, mi, mi, re, đô. Bây giờ chúng ta sẽ kết hợp đọc nhạc, ghép lời ca, kết hợp với ký hiệu bằng bàn tay nhé. Và bây giờ, cô mời các em hãy cùng đọc nhạc, kết hợp gõ đệm theo phách nhé. Vậy là cô trò chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu xong nội dung của bài học ngày hôm nay rồi. Ngày hôm nay cô trò chúng ta đã tìm hiểu tiết số 7 với nội dung thứ nhất, ôn tập bài hát Bạn ơi lắng nghe. Nội dung thứ hai, ôn tập tập đọc nhạc số 1. Ở nhà các em hãy giữ gìn sức khỏe, vâng lời ông bà cha mẹ. Nhất là trong tình hình hiện nay, dịch Covid-19 vẫn còn đang diễn biến phức tạp. Các em hãy giữ gìn sức khỏe thật tốt, thực hiện nghiêm chỉ thị 5K của Bộ Y tế để bảo vệ sức khỏe cho mình và cho người thân nhé. Ở nhà, các em hãy ghi nhớ nội dung bài học bằng cách xem lại những video trực tuyến mà cô đã hướng dẫn. Cô chúc các em sẽ luôn là những người con chăm ngoan học giỏi. Hẹn gặp lại các em ở những giờ âm nhạc lần sau.